Thầy giáo bà Rọi Béo bất ngờ lọt top 10 người có ảnh hưởng nhất Việt Nam thì ra là nhờ điều này. Mới đây, socialbanker.com, một chuyên trang thống kê về các lĩnh vực giải trí, đã công bố thông tin khảo sát về top 10 người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên YouTube và Facebook tại Việt Nam tính đến tháng 1 năm 2021. Những con số thống kê này sau đó đã được Asia Interface biên soạn, chia thành hai bảng xếp hạng dành riêng cho YouTube và Facebook. Khá dễ nhận ra những cái tên quen thuộc thống trị trên những nền tảng mạng xã hội này. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự xuất hiện của một cái tên rất quen thuộc với cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam, Channel Ba Rọi Béo của thầy giáo Ba. Theo thống kê của Social Bankers, kênh YouTube của thầy Ba đạt lượt view sấp xỉ 367,5 triệu, đứng top 10 trong danh sách, và chỉ kém một chút nếu so với cái tên xếp thứ 9 là Danh Hài Trường Giang. Việc thầy giáo Ba đạt được một con số thống kê khủng là điều không quá bất ngờ, bởi trong năm vừa qua, nam streamer vẫn tích cực hoạt động trên YouTube, và bên cạnh stream game thì anh còn mở rộng hoạt động sang cả mảng reaction, nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ fan hâm mộ. Ở nền tảng YouTube, tiêu chí đánh giá được công bố là dựa trên số lượng view của các video được đăng tải. Theo đó, kênh Sơn Tùng MTB Officials của Sơn Tùng chiếm vị trí top 1 với lượng view vượt mốc 1,3 tỷ. Dù đã ở ẩn tới 2 năm, nhưng ông Hoàng Nhạc Chế Fanlet vẫn xuất sắc ngự trị top 2, bám sát Sơn Tùng với tổng lượt view 1,29 tỷ. Trên nền tảng Facebook, tiêu chí xếp hạng được đánh giá theo tổng lượng fan và đứng top 1 là MC diễn viên Trấn Thành. Sơn Tùng MTB đứng vị trí thứ 2, trong khi Danh Hài Hoài Linh, ca sĩ streamer Khởi Mì và bà xã của Trấn Thành Harry Won lần lượt chiếm vị trí thứ 3, 4 và 5. Không còn xa lạ với những người yêu mến Liên minh Huyền thoại Việt, nghệ sĩ nhân dân kim Danh Hài Ba Rọi Béo luôn đem lại tiếng cười sảng khoái và hơn cả là vô vàn giáo án đi vào lòng đất. Thật vậy, với những màn thể hiện Susan 0175 để đời, A Bè thu hút hàng chục ngàn người xem khi lên sóng. Đã từ lâu, thầy giáo quốc dân trở thành hiện tượng trên bản đồ thể thao điện tử. Đi lên từ cây lúa với tư cách game thủ chuyên nghiệp, ít lâu sau, A Bè lại thử sức trong vai trò huấn luyện viên và gặt hái được khá nhiều thành công. Chỉ vậy cũng đủ để thấy kỹ năng cũng như tư duy chiến thuật của thầy thuộc hàng không phải dạng vừa đâu. Dẫu vậy, tất cả những điểm sáng đó chỉ vừa đủ để làm nền cho khả năng tấu hài thượng thừa. Trở thành linh hồn của SBTC kim Danh Hài trên kênh stream, thầy giáo Ba sở hữu lượng người xem đáng ngưỡng mộ. Lượng người xem trên kênh YouTube cũng như theo dõi Facebook của Ba Rọi Béo nhiều đến mức A Bè chém chạy ngang hàng các tên tuổi lớn của làng giải trí như Sơn Tùng MTB, Fanlet, Mỹ Tâm. Đây quả là thành công đáng mong đợi, là thành quả đền đáp lại chuỗi ngày tấu hài trượt rang hay ghé sớm tới khán cổ của người thầy quốc dân. Sau khi phát hiện thần tượng lọt vào bảng vàng danh giá, đã có rất nhiều học trò, người hâm mộ đổ xô chúc mừng Ba Rọi Béo. Mong rằng thầy giáo Ba sẽ tiếp tục trên con đường tấu hài, làm trụ cột vững chắc cho gánh xiếc SBTC, cũng như cống hiến đệm xếp hạng hay nhiều hơn nữa là giáo án mang lại tiếng cười cho người hâm mộ. Dẫu vậy, bảng xếp hạng này vẫn gây ra luồng tranh cãi khá lớn khi thiếu vắng đi những cái tên đình đám khác như Đỗ Mixi, Rich Fan. Nếu xét về khái niệm Celebs nói chung, thì kênh YouTube của hai nam streamer YouTube kể trên cũng sở hữu lượt view cực khủng. Theo thống kê từ YouTube, thì kênh Mixi Gaming đã đạt 1,2 tỷ tổng lượt xem kể từ khi ra mắt. Một số giả thuyết cho rằng bảng xếp hạng này được dựa trên nhiều tiêu chí ẩn đặc biệt, chẳng hạn như khái niệm Total Upload Video Views có thể sẽ không bao gồm các buổi livestream trực tiếp. Trong khi đó, lượng view của đội Missy khi livestream chiếm một số lượng rất lớn. Còn về phía thầy giáo Ba, kênh Ba Rọi Béo của anh lại chăm chỉ upload những sản phẩm video đã qua edit hơn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một giả thuyết mà cư dân mạng đặt ra để lý giải cho sự vắng bóng của những tên tuổi đình đám khác trong danh sách này. Dù chưa thể có câu trả lời cụ thể cho vấn đề nêu trên, nhưng nhìn ở khía cạnh khác, việc kênh Ba Rọi Béo được xếp chung mâm với rất nhiều tên tuổi đình đám khác trong làng giải trí vẫn là một câu chuyện đáng để các học sinh của thầy ăn mừng. Thầy giáo Ba, hay còn có cái tên thân thương là Ba Rọi Béo, là một trong những YouTuber có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay. Dù năm 2020 là một năm mà thầy giáo Ba gặp khá nhiều sóng gió với hàng loạt drama xung quanh Sena, nhưng kênh YouTube thầy giáo Ba vẫn được đón nhận nhiệt liệt bởi cộng đồng game thủ. Ba Rọi Béo đã từng khiến ai đã từng nghi ngờ về quyết định giải nghệ nghiệp game thủ chuyên nghiệp để trở thành một streamer của mình phải ồ lên kinh ngạc. Hiện tại, anh là một trong những streamer có tầm ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam với nút fan YouTube cùng với mức thu nhập khủng đáng mơ ước. Với phong cách hài hước và content cực mặn, streamer Ba Rọi Béo đã và đang là địa chỉ để game thủ tìm tới giải trí sau mỗi ngày học tập và làm việc mệt mỏi.